Ý, khoan, ngươi vừa nói gì? Mèo kêu tiếng gì? Anh biết, nên mới hát nãy giờ đó. Làm sao để mọi người tỉnh táo hoàn toàn luôn đây? Sao cái làng đó, người lớn thì chăm chỉ làm việc, con nít thì được cũng khỏe mạnh, suốt ngày chạy nhảy, vui chơi ngoài trời nên lại càng khỏe. Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Anh hai giỏi thì làm luôn đi. Là điệu nhảy cun truyền thống của làng chúng ta đúng không? Không lẽ người của làng cun đã đột nhập vào đây rồi sao? Mau tới chỗ giam giữ chân làng cun kiểm tra mau. Dạ.